Hello xin chào tất cả các em đã đến với kênh Phong Emo thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái chương trình Airdrop của cái token MIN à, đây là một dự án và uh, 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 nó sẽ liên kết với sàn rồi nha. thì uh, đây là một cái uh, dự án thuộc về bảo hiểm uh, xe máy ha, cũng như là xe ô tô uh, bảo hiểm dạng uh, bảo hiểm số này nè thì khi mà anh em đăng ký trên cái uh, app này uh, thì anh em sẽ được tặng miễn phí những cái token MIN thì uh, vào tháng 9 năm uh, S tháng 9 sắp tới này nó đồng minh này nó sẽ được uh, list trên sàn nha cho nên anh em uh, nhanh tranh thủ uh, đây là một kèo cực kỳ ngon của sàn Android rồi ok thì uh, để tham gia chương trình này thì anh em sẽ xuống phòng mô tả kết vào đăng ký ha thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như này thì anh em sẽ đăng ký bằng số điện thoại cho mình ha anh em sẽ nhập số điện thoại của mình vào rồi tiếp theo anh em sẽ nhập mật khẩu vào ha rồi tiếp theo anh em sẽ nhập họ tên đầy đủ rồi anh em sẽ nhập cái thông tin uh, họ tên cũng như là số điện thoại thì anh em lưu ý là những cái thông tin số điện thoại hoặc là nếu như anh em uh, đăng ký bằng email thì cũng vậy ha thì tất cả những điện thoại email thì nó phải khớp với cái uh, cái um, cái số điện thoại cũng như email mà anh em đã dùng để đăng ký cái sàn Anet ha thì lúc đó nó sẽ liên kết với cái giữa cái app này với cái sàn Anet lúc đó anh em sẽ rút tiền được ha rồi ok đó thì uh, anh em sẽ bấm vào tôi đồng ý ha sau đó anh em bấm vào chữ đăng ký tài khoản cho mình ha rồi thì anh em sau khi nó gửi một cái mã OTP về ha anh em vào tin nhắn ha thì mình sẽ nhập cái mã OTP này vào 371 371124 371124 Rồi như vậy là đăng ký tài khoản thành công ha. Tải ứng dụng để bắt đầu trải nghiệm. Bây giờ mình bấm tải app nè. Rồi anh em bấm cài đặt cho mình nha. Rồi. Rồi anh em bấm mở nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm chữ đăng nhập vào. Anh em sẽ đăng nhập bằng số điện thoại ha. Thì anh em lưu ý là cái số điện thoại anh em nên lấy cái số điện thoại mà anh em đã đăng ký trên cái sàn VNDC ha. Thì lúc này nó sẽ thuận tiện cho anh em trong cái việc là rút rút tiền về ví VNDC ha. Anh Em bấm chữ đăng nhập cho mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào từng bước ha. Anh em bấm vào cái mục ví ở đây. Đó. Thì mình đã có 10 min rồi nha. Khi mà anh em đăng ký cái tài app và đăng ký cái tài khoản thì anh em sẽ được 10 min. Đó. Rồi, tiếp theo anh em vào cái hình đầu người ở đây. Đó, thì ở đây tổng thưởng lịch sử ha, bạn B. Thì đây ở đây ở phần giới thiệu bạn bè, anh em bấm vào chữ giới thiệu bạn bè nè. Đó. Thì khi mời bạn bè bằng link giới thiệu ha, bạn bè được mời hoàn thành giao dịch mua bảo hiểm thành công. Thứ ba là người giới thiệu nhận điểm thưởng minh cho mỗi bạn bè thực hiện giao dịch mua bảo hiểm thành công thì anh em sẽ copy cái link này để em giới thiệu bạn bè nha. Rồi, quay lại. Rồi anh em vào cái trang chủ. Đây. Thì đây là một cái um, uh, ứng dụng mua bảo hiểm uh, uh, số anh nha. Đó, nó kết hợp với bảo hiểm số Tại như là tài sản uh, số vậy đó. Thì uh, anh em vào cái phần um, hình uh, hình bàn tay đây, hình đó. Thì ở đây nó có cái phần hồ sơ của tôi ha. Anh em bấm vào thì trong này anh em sẽ cập nhật um, thông tin họ tên email không chứng minh nhân dân số điện thoại địa chỉ ha đó thì anh em sẽ lưu lại ha rồi thì cái phần hồ sơ của tôi anh em sẽ có thể là điền sau cũng được ha ở đây nó có phần đổi mật khẩu này thông báo này đó chỉ đơn giản vậy thôi rồi thì uh, cái đồng minh này á anh em có thể là rút được về ví VnDC luôn nha đó, thì sau này đồng minh nó sẽ được list trên sàn VnDC lúc đó nó sẽ có giá trị ra nha cho nên bây giờ anh em tranh thủ à, kiếm cái đồng minh này bằng cách là mời bạn mời thêm bạn bè ha à, rồi nếu như anh em có mua bảo hiểm thì anh em có thể là upload cái à, hồ sơ mà anh em đã mua bảo hiểm thì lúc đó anh em cũng sẽ được tặng cái đồng minh ha rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần ví ở đây lại bây giờ mình sẽ tiến hành là rút tiền về ví VnDC ha thì anh em sẽ bấm chữ à, rút tiền cho mình nè. Đó. Tiếp theo anh em bấm chữ mát cho mình. Rồi. Sau đó anh em bấm tiếp tục ha. Ở đây rút là phí bằng không nha. Và tối thiểu min rút là một min. Anh em bấm tiếp tục nè. Đó. Rồi. À, ở đây nó sẽ rút về ví Onet ha. Onet là cái ví VNDC hồi xưa ha. Đó. Thì anh em nào chưa đăng ký cái ví uh, Onet này. Hoặc là ví VNDC thì anh em sẽ xuống phần mô tả video. Đó. Để mình uh, sẽ để một cái đường link uh, đăng ký cũng như là hướng dẫn... Uh, cho anh em à, cái việc là đăng ký cái sàn onet này ha đã, để anh em rút tiền về rồi anh em bấm chữ à, tiếp tục cho mình nè đó thì anh em cần phải đăng ký cái số điện thoại hoặc là cái email mà nó lúc mà anh em đăng ký cái vdc đó, nó phải trùng khớp để khi mà rút tiền về thì nó sẽ à, khớp lại anh em nha đó bạn đã rút thành công 10min vào tài khoản onet đóng rồi bây giờ mình sẽ vào onet kiểm tra anh em sẽ vào cái một thông báo ở đây. Nó có một cái thông báo ha. Rồi anh em bấm vào. Đó, thì hiện tại là bạn vừa nhận 10 min nè. Số giao dịch nè. Thời gian nè. Anh em rút là về liền nha. Đó. Rồi rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ mình quay lại ví ha. Anh em sẽ kiểm tra thử là có đồng min chưa. Đó, nếu chưa có thì mình sẽ vào cái phần. À, bấm dấu cộng ở đây. Anh em sẽ search cái từ là min. Đó min nút viết kho ha hai chữ y đó anh em bấm chữ hai chữ y ha thì nó có hiện ra Tiểu min ở đây anh em mở lên sau đó anh em quay lại thì anh em sẽ thấy được cái đồng minh ở trong ví của mình ha đây đồng minh ở đây nha đó đó thì cái đồng minh này á sau này nó sẽ list trên cái sàn VNDC à, Lúc đó mình sẽ có giá trị ha Rồi ok Rồi đơn giản vậy thôi Thì anh em nào chưa có tải cái ví VNDC này về Thì anh em cũng có thể nên là đăng ký ha à, Thì khi anh em đăng ký một cái tài khoản VNDC á Thì anh em sẽ nhận được là 200 200.000 VNDC miễn phí ha à, Ngồi ra trên sàn VNDC này Hoặc là Cái sàn Anode này anh em cũng sẽ kiếm à, Lâu lâu nó cũng sẽ tặng thưởng những cái đồng coi à, Miễn phí cho anh em ha à, ngoài ra thì à, nếu như anh em nào có tiền à, nhàn rỗi thì anh em có thể là à, gửi à, lên cái sàn này à, thì anh em sẽ nhận lãi suất là, là tới lên tới 12% à, một năm anh em ăn. đây là một lãi suất rất là cao gấp 2, gấp 3 lần so với lãi suất ngân hàng ở bên ngoài à, anh em chỉ việc gửi vndc và nhận lãi hàng, hàng, hàng ngày luôn hàng đêm luôn à, cũng, à, sàn đây cũng rất là ngon nếu như anh em chưa có kinh nghiệm đầu tư thì anh em cứ để là để cái tiền nhàn rỗi trên đây để xin lời cũng được ha cũng rất là ngon đó thì nó có cái um, nó có cái mục là stacking nhận lãi qua đêm ha anh em bấm vào lãi qua đêm nè đó. đó thì anh em chỉ cần có nạp vndc vô đây thì nó sẽ nhận lãi qua đêm cho anh em ha lãi suất tới 12.8 luôn nè đó đó ngoài ra thì nếu như anh em trữ những cái đồng coi cho đây thì anh em vẫn nhận được lãi suất ha như USDT, BUSD này, BTC, BnB và rất nhiều đồng coi khác nha. Đó, đây là một cái sàn uh, Onet là một sàn cực kỳ uy tín đó, của Việt Nam. Đó và nó tồn tại cũng khá là lâu ha. Đó, rất uy tín luôn. Rồi ok. Như vậy anh em nha, thì trên đây mình đã hướng dẫn cho anh em cái uh, chương trình và uh, nhận cái token min uh, là một cái kèo ngon của viên uh, sàn Onet ha. Thì anh em nào uh, uh, chưa đăng ký thì uh, tranh thủ đăng ký ha. Anh em chỉ cần bỏ ra chừng uh, vài giây thôi là anh em có thể đăng ký một cái tài khoản à, min cho mình ha và rút min và ví luôn. À, rất là nhanh gọn ha. Ngoài ra anh em nên à, tuyển thêm bạn bè để à, tăng cường cái à, token min này lên ha để sau này nó khi mà list sàn á thì à, ừ, lúc đó là là anh em sẽ có được cái à, số tiền ha. À, thì à, cái dự án này nó sẽ à, đến à, ngày 8 tháng 8 à, năm tháng đến ngày 8 tháng 8 là nó sẽ hết hạn anh nha. Đó. Đó thì ở đây nó sẽ nó dự kiến là tháng 9 năm 2022 nó sẽ được uh, uh, niêm yết trên sàn Anode nha. Đó. Đó thì uh, cái chương trình này nó sẽ đến ngày 8 tháng 8 là nó hết hạn nha. Cho nên anh em tranh thủ từ đây đến hết ngày 8 tháng 8 anh em uh, tranh thủ đăng ký và cũng như là tuyển uh, thêm bạn bè để tăng cái số lượng min của mình lên nha. Rồi ok thì uh, video đến đây xin kết thúc ạ. Nếu thấy video hữu ích thì uh, hãy cho mình một like để ủng hộ video cũng như anh em nào chưa đăng ký thì hãy bấm một nút đăng ký chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình ha cảm ơn tất cả các anh em đã xem video xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo